Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui Âm thanh Đức Hạnh lại được quay trở lại với quý vị và các bạn, giới thiệu sản phẩm mới về ngày 29 tháng 12 năm 2017. Và sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những cặp loa mới về của ngày hôm nay. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Pure CS616, hàng rất hiếm trên thị trường hiện nay. Và tiếp theo cặp loa Coran 1200. Hàng còn rất đẹp. Và đây là chiếc Coran 1200 để nguyên e căng. Và tiếp theo cặp loa Piller cổ CS3000. Bát 30 màng FB, một chung rất gấu. Nhưng thôi, phút qua rồi thì là phút xa xôi. Tâm tư có mơ mộng vẫn là mong mơ. Và tiếp theo có một cặp loa Piller CSF9000. Còn đẹp hoàn hảo. Và hôm nay em Thanh Đức Hạnh có về được hai chiếc âm ly Sansui 8080 dB, hai chiếc âm ly vừa về đến cửa hàng thì đã có hai vị khách hàng, một vị khách đến từ Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, và một vị khách đến từ Hà Nội đã đặt hàng một chiếc âm ly 8080 dB. Hàng còn đẹp xuất sắc. Và có về cửa hàng được một chiếc âm ly 707XDCAT, cũng có vị khách hàng đến từ Hà Nội. Hàng Âm thanh Đức Hạnh vừa bóc hàng ra, khách hàng đã dinh ngay chiếc âm ly 707XDCAT. Và một ngày rất bận rộn cho Âm thanh Đức Hạnh, hôm nay được đón 6 đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau, đã về tận cửa hàng thẩm âm và sắm cho mình những bộ sản phẩm. Hôm nay có anh Hòa ở Hạ Long, Quảng Ninh có về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh sắm một đôi loa JBL L100 Century. Và anh Nguyễn Văn Sơn đến từ Hải Phòng cũng sắm cho mình cặp loa Diatone 37B và một chiếc âm ly Sansui Alpha 607. Và anh Thảo cũng đến từ Hải Dương sắm cho mình một cặp loa một cặp loa Diatone 77HG và một chiếc âm ly Victor.
có chú Nguyễn Hữu Hưng đến từ Hà Nội cũng sắm cho mình chiếc âm ly 707 XDCAT mà âm thanh Đức Hạnh đã vừa giới thiệu. Hàng vừa về bác đã đến dinh ngay. Và có chú Toàn ở Thái Nguyên cũng sắm cho mình một chiếc đầu đĩa đờ lông Q10 35 mã. Và anh Hải cũng đến từ Tiền Trung, Hải Phòng sắm cho mình chiếc âm ly Marzahn 74D. Do thời gian rất bận, âm thanh Đức Hạnh không có thời gian test các sản phẩm gửi quý vị. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo số điện thoại 0948 403 966 và 0989 723 148, giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.